Và đây tôi hứa sẽ là tập cuối cùng của series Little Company. Lần này HyperSquad sẽ cùng Chicken Gang HK15 tham gia vào boss pack của tôi, nơi sẽ có hàng loạt các mod từ quái vật, âm thanh đến các map mà các bạn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Và hãy nhớ làm các thủ tục để chúng ta cùng vào video thế nào. Con đéo gì cơ? Con đéo gì cơ em? Mình quay mất intro rồi là vào trong đi đâu. Một thằng chết mẹ tôi. Một thằng chết rồi. Vì nó bắt tôi mất rồi. Ok, hôm nay Chicken Gang HK15 sẽ cùng Havos Quatt chơi game đấy. Little Company now. Let's go. Ôi đằng sau là lóc kinh lắm. Xong quái lắm ấy. Thôi được rồi, đi thôi. Đi thôi. Đây con. Thôi té rồi. Cái mày. Nhiều bom này anh em. Té cái biết. Nào. Đéo hiểu. Em mơ động nhá. Thịt mẹ mỏ lắm trời ơi. Ô vâng kê. Hôm nay HyperSquad sẽ nổ tung cho hai lên một đi. Có cái đàn này. Đánh đàn. Ghi đây thôi con đồ. Còn đúng mình rủ vào chơi thôi. Chết nốt cho nó trọn vẹn. Anh em mình nói cái Ava nhảy lên này. Này, mình sẽ đếm hành tinh khá là quen thuộc nhá. Hành tinh này quen thuộc lắm, chắc là thằng nào cũng biết nhá. Thử nhá. Quen lắm, quen. Vậy chúng ta chơi game Minecraft thì xíu này. Bây giờ chúng ta sẽ đào gỗ rồi mọi người ơi. Đào gỗ trước đi mà. Đào gỗ đi. Các con đây. Đây, cầm game mẹ. Game gì ấy? Amnesia à? Amnesia à? Cái đéo gì đấy? Còn nhịn đến đây. Nó đang múa này. Tao nghe tiếng gì nhở? Anh nghe tiếng gì không? Ủa mẹ. Con nhện này giả giọng Vinzy. Con nhện này giả giọng Vinzy. Nhện giả giọng Vinzy rồi. Không phải đâu. Giả giọng Vinzy rồi rồi. Con nhện này nói như cả là bác bài kinh đợt con ơi. Con nhện đánh tao lắc như chó mẹ. Nhện, nhện bên đây. Chạy đi, chạy. Tớ làm nào. Thôi xong. Thôi, đường cùng rồi các con. Bác cua sang nhá, bác cua sang nhá. Bác lên mới. Từ này bố anh. Ê, nhìn trên tường kìa. Yeah. Ôi. Ôi. Không mở được cửa ơi. Cứ vào cửa đi anh, nó đéo bắn được không? Nó bắn lắm. Thôi nó đi rồi. Ra đây cặp lốt đây. Thật không đấy? Thật. Nó đang ở ngoài không? Nó quay lại. Rồi. Bye, tạm biệt. Cho tôi 1 giây nhá. Nếu tôi không ra thì ông té lên nhá. Nếu an toàn thì tôi sẽ ra lại tôi báo. An toàn. Let's go, vào thôi. Cái chó gì đấy? Cắm lòm sao đây? Em mơ lừa bác. Đéo cái cổ bằng Vinzy đâu. Hào thấy khổ ra. Xong. Đổi thêm Vinzy khổ lắm mọi người, số Vinzy khổ. Đéo biết em nó vậy là ngay ngoài. Vào giờ backroom rồi. Đéo biết thoát ra kiểu gì bây đâu. Có ai còn sống không đây? Mẹ backroom rồi. Vinzy điên rồi. Trời ơi, sắp phát điên rồi. Chết mẹ đi thôi, tôi ở đây quá căng thẳng rồi. Em mơ vẫn thương người lắm, quyết định không đi luôn đâu. Bố vẫn đang ở trong backroom. Tôi mặt cười quá. Vinzy mặt cười giết rồi. Ở đấy. Mẹ mày backroom đấy là sao nhở? Hello, this is your captain speaking from the cái thằng gì trong Family Guy này? Từ nay trong đây giọng thằng Quagmire mọi người. Quagmire là cái vẻ tiếng dân tộc à? Quagmire. Ôi thôi bỏ đèn pin đi. Bỏ được các con ơi. Nó nhìn ai kìa? Thôi nào kìa, thôi đi luôn này, tham này, tội tham này. Mẹ chán thôi. Ôi, tội quân chết đi. Đèn pin này, đèn pin này, đèn pin này, ai đấy đi. Đơm cam lỏ rồi. Em ơi, chưa có con nào đấy. Ôi, cái đéo đấy. Nhìn con bu đấy. À, cái chó bu đấy. Đi phòng bu đấy. Ôi giời, thôi con tài em ơi. Con tài anh em ơi, đi kiểu nó chuẩn bị sẵn cho anh em mình ấy. Mẹ nó. Chính xác đó, mở ra nằm luôn các bạn. Dương ơi! Bạn ở đâu Dương ơi? Đéo gì đây? Con mày sao tao khổ thế này hả rồi? À, tao khổ lại! Tao đi! Sao mày rồi? Ôi! Ôi đóng cửa, đóng cửa luôn! Ngộ rồi, kiểu đấy mà mở rồi đó! Các con ơi! Ôi! Rồi. Nó vào rồi kìa, nó vào rồi kìa. Map này quen lắm này em. Và ô ban kem anh ơi, chơi